hỏng make up nhưng không tìm ra mẫu, cô gái lấy em trai ra thực hành cực slay. Sau nhiều tháng ngày tầm sư học đạo ngón nghề làm mặt, nhưng mà khi thành tài thì lại không có mẫu để giúp luyện rèn nâng cao tay nghề, cũng như là thêm tự tin dạn dĩ trước khi đi làm nghề thực thụ. Thôi thì cây nhà lá vườn, có được ai thì nắm bắt ngay vào người đó. Thế nên cô gái đành bấm bụng tốn hẳn 10.000 đồng, hai gói bim bim để đứa em trai có thể ngồi yên vài giờ đồng hồ cho mình luyện tập khả năng make up. Cứ ngỡ đâu sau khi làm xong thì nhan sắc đứa em chỉ nâng lên hàng tạm tạm, ai mà có dè đâu lại hết sức là mỹ miều, thần thái sang trọng và đặc biệt là vô cùng slay. Với những đường nét gương mặt được phô bày một cách nhẹ nhàng, cùng đôi môi đầm thắm, đôi mắt to tròn và hàng lông mi đen nhánh cong vuốt đã khiến cho không ít người phải thốt lên trầm trồ ngưỡng mộ. Không chỉ khen ngợi nét đáng yêu người mẫu nhí mà còn ngợi khen tay nghề make up đẹp tự nhiên của cô gái. Một số bình luận được mọi người để lại: thế mà cũng chịu ngồi im cho bà make up luôn á, thấy cưng gì đâu à, làm quá mắt keo slay hết sức bà ơi, nhìn bé nó có nét dễ thương sao á, thấy cưng ghê. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.